Rồi đầu tiên ở bài tập này các bạn cần mua một cái thước để đo và một kiếm, một cái vật gì đó giống như ví dụ như hai cái ghế để mà đặt cái thước này lên để tạo khoảng cách giống như cái xà từ khi mà các bạn học nhảy xa, nhảy cao vậy. Rồi ở đây là cỡ 55cm, 50cm nghĩa là các bạn cần phải nhảy 55cm các bạn mới qua. Tư thế chuẩn bị của động tác này, hãy lên xuống đáp bằng mũi chân và giữ một cái khoảng cách một xíu như thế này, giơ lên là vừa, đừng đứng gần quá, đứng gần quá cái chân rút lên nó sẽ dắp vô cái thành xà. À, rồi nhảy tay hụp người xuống một xíu, lấy đà khi nhảy lên rút cái đầu gối co lên, co cái tay rút người lên. Ok các bạn hiểu không? Nghĩa là trước khi nhảy các bạn sẽ nhảy lấy đà rút như thế này lên trước, sau đó mới cố gắng nhảy cho nó qua nha. Bạn nào từng rớt thi rớt bài này ở môn thể dục thì cố gắng lần này đừng rớt nữa nha. Đáp bằng mũi chân, đáp bằng mũi chân, giữ nhịp hít thở đều, hít yếm hơi bật qua. Ok rồi, chúc các bạn thành công.